Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Lời Hàng Sống. Hôm nay, chúng tôi sẽ đưa bạn vào cuộc hành trình thú vị để khám phá một trong những tòa thánh đường lớn nhất và đặc biệt nhất tại Việt Nam, tòa thánh đường Lãng Vân. Đừng quên bấm nút đăng ký và bật thông báo để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Tòa thánh đường Lãng Vân nằm tại xã Gia Lập, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và thuộc giáo xứ Lãng Vân, giáo phận Phát Diệm. Công trình này là một trong những dự án tôn giáo lớn nhất và đầy ấn tượng tại Việt Nam, với nguồn kinh phí ước tính lên đến 400 tỷ đồng. Cuộc hành trình xây dựng tòa thánh đường này đã kéo dài 7 năm, bắt đầu từ năm 2015 khi giám mục Chê-su Nguyễn Năng giáo phận Phát Diệm chủ sự thánh lễ làm phép đặt viên đá đầu tiên. Tòa thánh đường được thiết kế với diện tích mặt sàn gần 4.000 m2 và khuôn viên rộng lớn, khoảng 14.200 m2. Một trong những điểm nổi bật của tòa thánh đường là tháp chuông cao tới 110 m. Điều này khiến nó trở thành một trong những tháp chuông cao nhất tại Việt Nam. Bên cạnh tháp chuông chính, còn có hai tháp phụ với chiều cao 60 m. Để xây dựng những tháp này, các cọc nối đường kính 1,6 m đã được khoan xuyên qua các tầng đất đến tầng đá góc bên dưới âm sâu chừng 40-50 m. Điều này thể hiện tính chất độc đáo và kỹ thuật phức tạp của dự án này. Hầm lớn dưới cùng của thánh đường này có khả năng chứa tới 7.800 thực khách, làm cho nó trở thành một nơi lý tưởng cho việc tổ chức các sự kiện lớn, tiệc tùng và các thánh lễ kính Đức Chúa. Ngoài ra, tòa thánh đường còn có nhiều tiện ích khác bên trong, bao gồm một phòng lớn và ba phòng nhỏ trong khu hầm có tổng diện tích vào khoảng 1.000 m2. Tổng sức chứa của tòa thánh đường này là khoảng 5.000 người, giúp cho cộng đồng công giáo có không gian rộng lớn để tham dự lễ kính Đức Chúa. Tổng chi phí xây dựng tòa thánh đường Lãng Vân là một con số ấn tượng và nằm trong top lớn nhất của giáo phận Phát Diệm. Việc hoàn thiện tòa thánh đường đã là một hành trình đầy khó khăn và nhiều cống hiến từ giáo dân, các linh mục, tu sĩ và đặc biệt là sự ủng hộ từ tập đoàn Xuân Thành do ông Nguyễn Xuân Thành làm chủ. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2015, giáo xứ Lãng Vân đã tổ chức thánh lễ làm phép móng và đặt viên đá đầu tiên xây dựng tòa thánh đường này, đánh dấu bước khởi đầu cho một cuộc hành trình dài và tôn thờ. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thiện. Cuối cùng, chúng ta hy vọng rằng tòa thánh đường Lãng Vân sẽ trở thành một biểu tượng quan trọng của đạo công giáo tại Việt Nam và nơi tham quan đáng giá cho tất cả mọi người. Đừng quên bấm nút đăng ký và bật thông báo để luôn cùng chúng tôi khám phá những ngôi nhà thờ độc đáo của Việt Nam cũng như trên thế giới. Cảm ơn các bạn.